luôn đi tao. Theo yêu cầu của bác tài, mình phải tiếp tục sắp Việt Nam. Đây là cái đồi mà chúng ta đang lên trên cái ngọn núi cao nhất của Utah. Xe bình thường là không thể leo nổi. Sắp tới được Capitol rồi các bạn. Trên đó họ đây rồi. Họ đang tổ chức đám cưới về bên trên thì phải. Nó cho tổ chức. Có rất là nhiều người tụ tập ở trên. Ôi, đám cưới tổ chức trên che được. Nó chào mướn chứ. Nó chào mướn. Tổng thì nó chào mướn trên đó chứ. Quá đẹp, quá đẹp. Đám cưới. Mà à mà cái lộn dân 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 một đám đi nó cái lộn đấy. Nếu không phải cái lộn thì cái phía là này phải. Ok. Để tôi quay đi làm nó chỉnh sửa nó. Đây phía bên này. Đây đây chắc đi trong khắp đồ đi đi máy này trông coi nó rất là đèn phá không thấy có gì khác luôn. 1 2 3 action.